chỗ đậu xe sân bay nè. Lạnh quá hả? Đi đại đi. Trễ rồi. Ủa mà tưởng xuống dưới kia. Đó, người ta đứng người ta chờ. Chưa tới giờ phải không? Mình vô ở đâu được hả ta? Vô ở đâu được? Dạ. 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 Chị hứa hẹn là anh chị á, chị hứa hẹn là để anh chị với mấy nhỏ về qua nghe mừng sau đó nó xin chị qua đây luôn. Cái bé ngồi sau đi bé. Bé sao đi? Lên lên. Rước thư nè. Tài để chị qua bên kia. Cậu Hải có nhà. Vô gọi cửa đi, vô gọi cửa. Ê trời, khỏe không trời? Lâu quá. Nhớ mấy năm trời. Chào chị. Chào cô. 3 năm, chào cô. Bé lâu lắm rồi. Anh Hải về má là ngày 29. Rồi. Không có ai hết, tưởng đâu có ông biển. Anh Hải là tình nguyện đi luôn á chứ. Anh Hải chị Hằng là con trai đâu. Tối đi con trai đây. Ở nhà. Nó không đi hả? Để có việc giúp Thi á. Đó tại con gái nó cũng bận á, nó đi học rồi. Mình đi có bệnh buồn vậy. Lâu quá không có gặp Hằng có quên không? Không, Hằng thấy nó liền. Con thấy chị Hằng mà tại chị Trang nó cái giọng quen mà con sững sờ ra một chút. Thì rồi sao mà nhận ra? Thì Hằng kêu á, nghe tiếng. Kêu là nghe tiếng là biết rồi. Chị Hằng đâu có khác gì nhiều đâu. Chị chúc bây giờ đây, đúng không? Chị thấy ở đây này. Điện hả? Điện thấy rồi, không ai luôn. Ủa? Con lại làm Việt Nam mình. Nguyên con. Hai chị. Trời ơi, hẹn là gặp bay là gặp đi qua nào. Qua sáng qua đi chiều qua tới đi với ai? Đi với ai? Thằng trai hả? Em đi mình nè. Ờ vậy hả? Chứ sao anh dẫn đi không dẫn? Tại vì nó có việc ở nhà, nó hỗ trợ ba nó nói là chị ngồi em ở thứ năm mình nè, thứ sáu mình về. Sao vậy em? Giờ có lò mới á. Cái lò mới mua á. Cái này giờ chạy đâu rồi trời. Đi rộng ghê. Ừ. Chị dạy con.
Rồi, bye. Không, con không, con ngồi đây thoải mái. Trang nó viết thư qua hôm nay anh ta. Rồi đi. Đâu biết đâu. Đâu không biết là nói nó có biết hôm nay không? Có nói nhưng mà không biết nó biết hôm nay không. Cái trò này trời ơi lâu quá không dạ. Hả? Em đi mình đi em. Ủa? Em có mùi không? Hỏi cậu Giang ăn không? Giang, cà rem nè Giang. Hả? Ăn cà rem. Cà rem hả? Không làm nó vô xong, vô. Ngồi chơi thôi. Qua lái xe Đức hả? Ờ, đi chợ xong rồi tắt mày nè. Vậy hả? Ngồi đi. Thiền Noel à. Sao là Costco. Sao giờ nó nhỏ? Sao để nghe coi nè. Bự mà chị. Dạ. Con Mỹ vui không? Cảm thấy thì sao? Không hẳn không? Lên. Không hẳn không? Hồi lúc mới qua ý thức ha. Cái lần thứ hai nó giảm lại chút. Bây giờ thấy nó... Thấy mệt không? Giờ đang mệt. Đang mệt. Không, em nó cứ đặt tình thật Đúng rồi đó. Mới qua mọi thứ nó cái gì nó cũng mới á, rồi nó căng thẳng này nọ kia, việc làm này nó cứ mọi thứ mình như cũng mới á. Đúng rồi, bị lạc lõng lắm. Thương ra nghe lời ngoan ghế sợ. Em xích xì không dám cho cái này. Vô là ban ngà rồi. Trời ơi, cưng quá à. Nhớ đó. Quay xa xa nó thấy cái mặt nó. Nhớ mẹ mày nhớ quá à. Sao con mà bị bỏ vậy à? Bỏ mà kỳ sướng nha, bên mẹ hàng sướng à. Chơi đã quá, mẹ nhớ quá. Ở đây bị nhớ hoài à. Ủa cha nắm ra được rồi đó. Rồi thôi, đóng lại con. Ở đó nha con, bye nha. Bye bye. Anh mới cô bờ lại nó hồ bơi á, thấy không? Để lá định rụng nước xuống mấy mùa năm sau á, hoặc đó cái phương mình mở ra mình bơi tiếp. Không có làm tiệc ở đây đúng không bà? Ở nhà mình chụp hình đâu vậy? Em thấy cả nhà mình chụp hình mà ngồi lại đây hả? Hay bơi đây nè. Thì em ra không có màu đâu, vậy? Anh chỉ lên che bạc nè. Ờ, che này nè, nhưng mà không biết bước lên được không? Không. Không được hả? Giữ chị được bao nhiêu lâu đó, nhưng mà cái này mà nó bung nha, cái là em nghĩ cũng khó lắm, nó cũng cứng nè. Thôi nhưng mà lỡ rách làm sao, hay tấm bạc mà sao nó vừa cái này quá ta. Cái người tới người ta làm mà. Ủa này mày order hả? Ừ. 4.000 mấy đó ngàn. Rồi có cái tóc dây 4.000 mấy là cái 100 triệu Việt Nam. Trời 4.000 mấy mà làm dữ vậy bà. Khổ ghê vậy. Làm đẹp thiệt. Em đi chợ rồi giống bà mày ngày xưa cũng vậy thôi. Trời ơi, 50-70 cầm hết hồn á, đừng có tính tiền việc đi không, mới qua đừng tính tiền việc. Trời lên nhớ đông đủ cho vui. Tại có ai ở đâu? Chợ ở đây sướng cái mồ luôn à. Mỏng chịu, nó xa mẹ. Xa mẹ. Thì đến khi nào đi thì chị chở anh chị. Ờ, có 10 phút của mẹ chứ đâu. Có gì đâu. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó đòi cái gì quên rồi. Cái giấy đổi tên của Nhiên. Chụp có quay vậy? Muốn chụp chụp. Chụp đi. Nó về mới nói về năm 2019 mới có gặp em. À. Cái đây mấy năm mới nói chứ con sao con xuống sắc dữ vậy? Anh thấy nó xuống đâu. Em tại mình chưa, mình bị sắc quá đó phải không? Lúc một cái cây ra nè. Ăn kem mà quay chi. Kê ba thư. Mai em ha. Bạn gặp. Mai con. Mai đợi. Mai. Mai gặp. Đâu có nói gì đâu. Ba ảnh nói ngạc nhiên. Tới mùi đó. Ủa, hàng không?
Dạ. Ơi. Mặt em. Được. Hai con hả đứa? Dạ. Thôi ăn đi ha. Cha ba. Cha ba. Nãy lên Giang mẹ. Chở Thi lên. Coi như là hôm qua nay là ngồi nói tên 88 chút. Đức chở đó đi chợ, chở lên luôn. Chứ đâu có thời gian, Thư ở đây có mấy ngày à. Mẹ ngồi đi, mẹ ngồi đi. Cho nó mắm đi, cho nó mắm rồi đó. Mấy giờ, 8 giờ tôi lo rồi, tưởng chạy vùng luôn chị ra. Nó đóng cửa hả? Thư làm gì mạng á, vô cái ra liền, vô ra thì muốn đi đi liền đi, còn đứng hết giờ của người ta đi. Ngày mai còn gặp lại mà. Trời ơi lạnh không, do mẹ lạnh nè.